Thế giới nơi em thuộc về là một góc khuất cho anh đợi chờ. Thế giới nơi em thuộc về là của riêng em. Tôi biết tôi hát không hay, nhưng các bạn hãy bằng chính giọng hát của mình, giống với thần tượng của mình, hãy tham gia ngay chương trình Ca sĩ giấu mặt. Ca sĩ giấu mặt mùa 3 đã quay trở lại với buổi thử giọng trực tiếp cho những ai đam mê ca hát tại khu vực miền Tây. Bạn có khả năng hát giống giọng ca sĩ yêu thích và mong muốn được đứng trên sân khấu cùng thần tượng của mình, cũng như chiến thắng giải thưởng 300 triệu đồng. Các bạn thân mến, nếu như những người nào yêu ca hát và đặc biệt có giọng hát giống với thần tượng của mình nhất, hãy đăng ký tham gia chương trình của chúng tôi. Và hãy nghĩ đi, một ngày nào đó được đứng trên sân khấu cùng ca hát nhảy múa chung với thần tượng của mình thì sao? Không gì chối từ được. Hãy đến tham gia thử giọng nếu bạn có khả năng hát giống danh ca Ngọc Sơn, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, ca sĩ Minh Tuyết, ca sĩ Hương Tràm, danh ca Giao Linh, danh ca Sơn Tuyền, ca sĩ Thu Phương, hoặc hát giống giọng các ca sĩ nổi tiếng khác. Bên cạnh đó, bạn sẽ được gặp gỡ và giao lưu cùng nghệ sĩ hài Trường Giang cùng các thí sinh đoạt giải của chương trình. Đừng quên, buổi thử giọng trực tiếp chương trình Ca sĩ giấu mặt sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ, hai ngày 16 và 17 tháng 4 tại khách sạn Mường Thanh, khu E1, quận Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.